Hòa thượng hỏi lại: Như lễ ở thế gian là có từ xưa hay ngày nay mới có? Lý Thiếu Phủ đáp: Nhờ người chế ra nên nay mới có lễ. Hòa thượng lại bảo: Nếu nhờ người chế ra nên nay mới có chó sói tế thú, rái cá tế cá, thiên nhiên tự giải thích, đâu do người chế ra. Nếu ngoài lý này trước đã có nói rõ ràng, như Phật tánh chúng sanh cũng lại như thế, đây là xưa nay tự sẵn có, không từ nơi người khác mà được. Đó, thì Ngài nói mấy cái thí dụ này mình không thấy, nói chó sói tế thú, rái cá tế cá, vân vân, thì cái đó thì mình chưa từng thấy, cho nên là không xác nhận. Nhưng mà ý Ngài muốn nói rằng tất cả chúng sinh ai cũng có tánh Phật, mà từ có tánh Phật rồi, cho nên bây giờ có ai nhắc, ai chỉ thì mình biết mà trở về. Cho nên người thiện tri thức chân chánh nó thiết yếu, không có thể gì sánh bằng.